Ngày 25 tháng 6, thông tin trên Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công an cho biết, Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến vụ án sản xuất buôn bán sách giáo khoa giả ở Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc. 7 bị can bị khởi tố gồm Cao Thị Minh Thuận, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Sản xuất Phú Hưng Phát, chủ các nhà sách Minh Thuận, Hoàng Mạnh Chiến, Giám đốc Công ty Cổ phần In và Văn hóa Truyền thông Hà Nội, Nguyễn Mạnh Hà, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần In và Văn hóa Truyền thông Hà Nội, Hoàng Thị Ánh Vân, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần In và Văn hóa Truyền thông Hà Nội, Nguyễn Đức Hương, Chủ xưởng gia công sách Công ty Cổ phần In và Văn hóa Truyền thông Hà Nội, Đỗ Đức Thắng, Nhân viên thiết kế đồ họa Công ty Cổ phần In và Văn hóa Truyền thông Hà Nội, Nguyễn Hữu Trung, Nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Sản xuất Phú Hưng Phát. Theo đó, trong các ngày từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 6 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và Nhà xuất bản Giáo dục tiến hành bắt quả tang các đối tượng tham gia in ấn, gia công, tiêu thụ sách giả tại xưởng in số 297 đường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Các xưởng gia công sách giả tại số 315 đường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội và thôn Viêm Khê, xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội của Công ty Cổ phần In và Văn hóa Truyền thông Hà Nội. Cùng với đó là trụ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Sản xuất Phú Hưng Phát tại số 14 ngõ 197 Hoàng Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp hơn 50 địa điểm của đường dây sản xuất và tiêu thụ các loại sách giáo khoa giả trên địa bàn thành phố gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Thanh Hóa. Mở rộng điều tra thì ngày 23 tháng 6 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án sản xuất buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần In và Văn hóa Truyền thông Hà Nội. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Sản xuất Phú Hưng Phát và các đơn vị có liên quan khởi tố bắt tạm giam, khám xét đối với 7 bị can trên. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, thì ngày 24 tháng 6 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh đúng quy định pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, mở rộng vụ án, triệt phá để thu hồi tài sản hưởng lợi bất chính. Cùng đến với các tin tức đáng chú ý khác. Lực lượng chức năng đã kiểm tra một cơ sở kinh doanh và 3 kho cất giấu hàng hóa thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mr. Drink Việt Nam. Công ty này có trụ sở chính tại tầng 1 căn nhà V1A03 thuộc dự án The Terra An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở do ông Nguyễn Hữu Toàn làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không có mặt. Nhân viên tại cơ sở đã xuất trình được một số giấy tờ của một vài chủng loại sản phẩm. Theo quan sát, hàng hóa tại cơ sở kinh doanh và 3 kho hàng được đóng trong các thùng cắt tông và bao tải dứa màu xanh. Nhiều thùng hàng đã bị bật tung, ẩm mốc, hàng đổ vương vãi. Đáng chú ý, dưới nền các kho hàng là ngổn ngang rác và các tập giấy in nhãn phụ. Hàng hóa tại cơ sở chủ yếu là nguyên liệu chế biến đồ uống, đặc biệt là nguyên liệu chế biến trà sữa như trân châu, siro hương vị đường đen và đường nâu, bột pha trà sữa mang thương hiệu Royalty, Gongcha cùng hàng trăm ngàn nhãn phụ hàng hóa. Đây đều là những sản phẩm được giới trẻ ưa chuộng. Thông tin ban đầu, đoàn kiểm tra cho biết hàng hóa tại đây có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa nhập lậu và gian lận thương mại, chủ yếu được tiêu thụ thông qua nền tảng thương mại điện tử, giao hàng tận nơi. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục quá trình xác minh để làm rõ các vi phạm. Ước tính số lượng hàng hóa vi phạm lên đến hàng tấn sản phẩm. Vào chiều ngày 24 tháng 6, Công an phường 12, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tiến hành lập hồ sơ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại cửa hàng bán trái cây cao cấp trên đường 3 tháng 2. Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 22 tháng 6, một đôi nam nữ đi xe máy đến cửa hàng mua trái cây trên đường 3 tháng 2. Người phụ nữ ngay sau đó đã đi vào bên trong lựa trái cây. Sau khi phát hiện chiếc điện thoại để trên bàn, thì người này cũng đã cố ý di chuyển chiếc điện thoại làm khuất tầm nhìn của các nhân viên bán hàng. Lợi dụng các nhân viên mất cảnh giác, người phụ nữ này đã lấy đi chiếc điện thoại trên bàn tính tiền. Toàn bộ diễn biến được camera an ninh ghi lại. Quản lý cửa hàng trái cây cho biết, chiếc điện thoại trị giá khoảng 4 triệu đồng, chứa các dữ liệu quan trọng của cửa hàng. Điều đáng nói là vào tối ngày 17 tháng 6, tại cửa hàng bán thức ăn thú nuôi trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, một cặp đôi với nhận dạng và thủ đoạn tương tự cũng vào mua hàng rồi mở tủ lấy trộm chiếc ví chứa số tiền khoảng 2 triệu đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra và làm rõ.
sau 4 ngày đưa vụ án ra xét xử và nghị án, vào trưa ngày 25 tháng 6, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng đã tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại vụ án bị cáo Lê Thảo Nguyên, nguyên là cán bộ giảng dạy trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ thông tin và truyền thông, phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án thu hút sự chú ý của dư luận khi các cơ quan tố tụng đã ban hành 24 lệnh tạm giam, 8 lần đưa vụ án ra xét xử và giam giữ 31 tháng đối với bị cáo Lê Thảo Nguyên nhưng vẫn chưa buộc tội được bị cáo. Chuyên mục đường dây nóng của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC từng nhiều lần đề cập đến nội dung của vụ án với tên gọi là tiến sĩ đi tù vì giấy lo việc. Theo đó, thì Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm khẳng định bản án sơ thẩm không đưa đầy đủ nhân chứng đến tòa để đối chất làm rõ các nội dung của vụ án. Cụ thể là các bản án sơ thẩm đã không thể hiện sự có mặt và vắng mặt của những người làm chứng mà cơ quan điều tra đã thu thập lời khai của họ có trong hồ sơ vụ án để buộc tội bị cáo. Do đó, những thiếu sót về tố tụng và thủ tục trong quá trình xét xử sơ thẩm không thể làm rõ ở cấp phúc thẩm nên hội đồng xét xử quyết định hủy án sơ thẩm để điều tra lại. Trước đó, thì trong lần xét xử gần đây nhất vào ngày 18 tháng 1, Tòa án Nhân dân thị xã Nghi Sơn đã tuyên phạt bị cáo Lê Thảo Nguyên 8 năm 9 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại phiên tòa, thì ông Nguyên tiếp tục kêu oan về việc không phạm tội, đồng thời đề nghị hội đồng xét xử triệu tập ông Hà Trọng Tân cũng như là hai nhân chứng quan trọng khác, tuy nhiên không được chấp thuận. Nhà máy xử lý rác thải nguy hại Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những nơi xử lý rác thải y tế, rác thải nguy hại lớn nhất của thành phố theo quy trình nghiêm ngặt. Nếu như trước đây, nhà máy này xử lý khoảng 23 tấn rác thải một ngày, thì kể từ đợt bùng phát dịch thứ tư, con số này đã tăng lên khoảng hơn 35.000 tấn một ngày. Lượng rác tăng cao, đặc biệt trong giai đoạn dịch đang phức tạp đã tạo nên áp lực không nhỏ. Cái lượng rác thì bây giờ nó tăng lên gấp đôi, gấp ba lần. Cái tỷ lệ anh em chạy lúc trước, ở anh em bây giờ làm thì tầm bắt đầu từ 4 giờ sáng đó, là xuyên suốt chạy khoảng 3 chuyến, có khi tăng tần suất lên 4 chuyến. Và nhiều lúc mặc bộ đồ xuyên suốt thì cái nỗi nóng nực chứ trong người thì không tránh khỏi. Nhưng mà vẫn cố gắng để chạy cho kịp, để không thể nào để rác tồn động. Kể từ khi dịch bùng phát, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh đảm nhận thêm việc xử lý rác thải sinh hoạt tại các khu cách ly của thành phố vì có nguy cơ chứa mầm bệnh. Toàn bộ rác thải ở khu vực này phải được bọc kín trong thùng chứa hoặc túi chuyên dụng màu vàng, dán nhãn cảnh báo nguy cơ nhiễm bệnh và phải thực hiện phun xịt khử khuẩn. Công nhân thu gom được trang bị đồ bảo hộ an toàn. Khi vận chuyển về công trường xử lý rác Đông Thạnh, tiếp tục phun xịt khử khuẩn một lần nữa trước khi đưa vào xử lý bằng công nghệ đốt ở nhiệt độ cao. Phải có cái nạp thùng và người kéo thùng đó, rồi người rửa thùng, rồi nhân viên kỹ thuật mà vận hành lò là riêng và kiểm tra máy móc là riêng. Mình phải đi ra vô phun xịt khử mùi liên tục và nạp rác liên tục. Thì đó, anh em nhiều lúc cũng có mệt thì anh em chia nhau ra để nghỉ rồi 5-10 phút gì đó rồi vô lại phục vụ công tác tiếp. Khi mình xác định mình lấy rác là mình chấp nhận là mình ở lại cơ quan vì mình không biết mình khi nào mình bị lây nhiễm. Ở trong môi trường đó thì mình tốt nhất là mình tự cách ly mình ở cơ quan để mình đảm bảo cho gia đình và vợ con. Từ giữa tháng 5 đến nay, lượng rác thải sinh hoạt tại các khu cách ly của thành phố tăng nhanh chóng. Trung bình hiện nay khoảng 15 đến 17 tấn một ngày. Để đảm bảo công tác thu gom rác tại khu vực cách ly được thông suốt, tránh tình trạng ứ đọng rác gây nguy cơ lây nhiễm chéo trong khu cách ly, đơn vị này đã bố trí thường trực một đội hơn 300 công nhân chia làm 3 ca, hoạt động 24/24 giờ.